con có nghe dạ rồi dạ nghe dạ những lúc nãy cái là con lời chơi, dạ dạ con chơi với thằng Đương lúc mà Lâm Vũ với thằng Đương em vô cho đây học tóc chung rồi dắt á, à thì con muốn chơi chung tại giờ rồi con cũng biết Long con của cô nhưng mà không có nói chuyện tại ừ. giờ. Dạ rồi sao thời gian sao anh Hoài Linh rồi về con đi chơi với anh Hoài Linh với chú Duy Ngọc của con bộ sư Duy Ngọc À, con bầu biết sư Ngọc. Ừ. con chơi tăng nhân Duy Thái rồi lắm Ừ. tại vì đó con cũng đi học âm nhạc con cũng đi hát nhiều lần nữa. Vậy hả? Giờ làm lực Dạ mà giờ đi hát nữa hả? dạ không Ừ. có con bỏ nghề lâu rồi con có đi thi người mẫu đó mà Nghe hả? cái là con không có duyên Ừ. lúc đó là con còn nhỏ là cái vừa vừa đi thi xong cái là cô biết sao không mẹ ruột con ngã bệnh mất rồi con buồn á con đi vô chùa ở thời gian Ừ. thôi con cũng biết Tân con cũng cảm ơn Tân đó là một một cái nhịp cầu nối để Ừ. con được nói chuyện với cô với lại với thầy với chú Ừ. con cái sự việc mà Long nó mất á Ừ. con cũng tìm cái số phone của cô chú Hoài mà con biết làm sao mà tìm mà con có gọi Tân mấy lần á thì Tân nó làm cái nghề YouTuber này con biết nó rất là bận con gọi nhiều lần lắm để con xin cái số phone của cô á Ừ. tại vì con thấy á con xem những clip Tân đưa lên với những YouTuber khác đưa lên á Ừ. con rất là bức xúc ở chỗ là họ ăn không ngồi rồi họ không tường tận cái chuyện trong trong gia cảnh của cô với chú á Ừ. họ lên ăn cái gì thì con rất là bất bình con muốn liên lạc với cô là để chia sẻ với cô với chú thêm là con chia sẻ thêm về cái nhận định về cái hiểu biết của con Ừ. hôm qua con cũng có nói với Tân là ra là cô gái ăn ủi cô với chú vậy đó Yeah. nhiều khi á tại vì con thấy á trong gia đình Long đó là con một mà cái sự mất mát Long ra đi đó là cái sự mất mát rất là lớn của cô với chú mà trên một cái cộng đồng mạng cả một cái xã hội á một người lời ra một người tiếng vào trong cái câu chuyện của gia đình cô á là không có đúng đó cho nên con nói là con thấy là làm như vậy á người tiếng ra người lời vào á thì làm cho cô với chú á gây với cô chú một cái áp lực rất là lớn ở trong cái đầu đâm ra buồn phiền rồi có thể kéo theo đau bệnh có thể cho nên là con sẵn đây con cũng chia sẻ với cô với chú luôn là cô đừng có suy nghĩ gì hết ở trên đời này á con người ta có quyền á phê phán con người ta có quyền phỉ báng con người ta có quyền có những cái ý kiến trái chiều nhau tại vì sao tại vì họ không là cô không là chú thì họ không biết cái việc làm của cô với chú như thế nào cô công nghệ với con Dạ đúng. không họ ở trong nhà Phật gọi là trong kinh Đức Phật gọi là vô minh còn con giải nghĩa cái chữ vô minh đó là ngu si ngu muội họ không biết được mà họ phun ra những cái lời á để sau này họ gánh một cái nghiệp khẩu đó là con nói theo nhà Phật mình phải hiểu tường tận cái sự việc ở bên trong mình phải biết cặn kẽ cái nguyên nhân như thế nào cô không nhìn dâu ví dụ vậy thì á mới được lên tiếng mà cũng không nói tại vì cái sự việc người ta cái người thế gian có câu là 7 năm 70 chưa gọi là lành mà đúng không cô biết đâu hôm nay họ hoàn hảo hôm nay gia đình họ hoàn hảo không có gì xảy ra biết đâu cái mai mốt nó xảy ra có thể một cái sự việc nó cũng bi đát cái gia đình của tôi thì sao cho nên từ nhỏ tới lớn là bản thân con không phê phán ai hết con nhìn nhận cái sự thật như thế nào con mới nói Thì thì đúng. đó con nói với cô chú á là hãy bình tĩnh đừng có buồn phiền gì hết họ họ chỉ trích họ lên án cô chú như thế nào thì họ sẽ nhận lãnh một cái quả báo sau này đến với họ tức là mỗi mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh Dạ thì đúng vậy những thế. cái hoàn cảnh khác sẽ đưa đến với họ để con nói rồi cô phải nhớ cái điều này họ nói cô thế này thế kia nói chú thế này thế kia mốt gia đình họ sẽ gặp một cái sự cố khác mà cái sự cố đó có thể là bi đát hơn cái sự cố của gia đình cô đang xảy ra Rồi bây giờ mình theo mà tiết nhà Phật thì luật nhân quả này đó đúng không? Thì Dạ mình đúng rồi cô cũng thấy Dạ đó.
Đức Phật có luật nhân quả không có chừa ai, ngay cả Đức Phật cũng phải trả một cái quả khi mà gây ra một cái điều không tốt, nói một cái câu không lành để đem đau buồn cho bá tánh, đem đau khổ cho chúng sanh. Cô công nhận không? Con thấy hồi tối này con tức, con coi có một cái bà nào, cô có coi cái clip đó không? Có bà ở VN360 vậy đó hả bà? Nói mặc áo nâu nâu, cô con quên tên họ bà rồi. Cô cũng không có dòm, con chỉ nghe mấy câu đó rồi xong cô tắt luôn, con không có coi nữa. Con nói cho cô nghe. Con nói á, cái này người ta có ghi âm không cô? Tên cái bà đó rồi. Sẵn đây á, con gửi cho bà đó, nếu người ta có đưa lên mạng á, con gửi cho cái bà đó nghe luôn. Cái đầu thì cũng hai màu tóc, chứ không phải là trẻ con lên 5 lên 3. Mà ngồi đó đăng đàn lên, lên trên đó ngồi nói là cô với chú là không có đạo đức, không chấp nhận người kia. Mình lấy tư cách gì mà không chấp nhận cái việc làm của người khác? Có công nhận không? Thì chắc nó xử lý chậm thôi gì. Không có tư cách gì mà để chấp nhận cái việc gia đình của người khác, cái việc riêng tư của gia đình người khác. Mình không làm một cái gì hết, mình chỉ có con mắt, mình nhìn xem sự việc diễn biến thế nào mà thôi. Và nếu mình có điều kiện liên lạc, mình đóng góp ý kiến như thế nào đó cho nó hay, cho cái câu chuyện nó vuông tròn, đúng không cô? Con thấy bà lên bà ngồi bà thao thao bất tuyệt, bà nói con nghe con ghét. Con nói thì với cô, con ở gần bà, con qua con dạy cho bà cách nói chuyện. Con nói thật. Con thì mới có, con lớn thằng Long có 7 tuổi thôi. Nhưng mà về cách ăn, cách nói, con nói thật với cô á, mình phải học cách ăn, cách nói, cách gói, cách mở. Không phải mình thấy cái một chiều mình nói hay một chiều. Cái cách mình nói chuyện để làm cho người ta đau buồn, để cho người ta mang cái đau khổ, để gì? Để mình gánh một cái nghiệp khẩu, mình mang một cái tội lỗi trong người của mình. Cô công nhận không? Hôm hôm con coi á, bà nói mấy câu, bà nói tới cái đoạn mà bà nói là vợ chồng ông giáo đó đó không có đạo đức, cô không chấp nhận. Mình là cái gì mình phải chấp nhận. Đúng không cô? Mình không là cái gì đó, mình không có quyền nói câu là chấp nhận hay không chấp nhận. Bây giờ đó, con ví dụ thôi, con nói gì cái bà đó đó, bây giờ bản thân bà thôi, con không nói một cái sự việc gì lớn lao. Bà ra chợ bà mua một cái áo thôi, mà bà về bà mặc vô cái áo đó bà không đồng ý, bà cảm thấy không hài lòng, bà có mặc cái áo đó không? Đúng không cô? Một cái áo thôi, một cái món đồ thôi, mà cái sự việc cho gia đình của người ta nó bao nhiêu thứ nó đi theo, chứ đâu phải là một chiều đâu, mà bắt người ta phải đã làm theo ý mà. Bây giờ cô với chú có hai người mà sống làm sao cho vẹn còn hết, làm vừa ý cả một cái xã hội, cả một cái cộng đồng mạng, cô công nhận không? Dạ. Cho nên mình làm cái điều gì, mình nói cái điều gì, đi đứng ngồi nằm nói năng đều phải lấy hết cái tâm của mình ra, cái sự hiểu biết của mình ra, chứ không phải là mình muốn nói là mình lên mình đăng đàn thao thao bất tiện cho mình nói cho người ta đau buồn. Mà kẻ đau buồn là ai? Cô với chú. Người ta trong hoàn cảnh người ta đã đau đớn khi mất một đứa con, rồi rối rem thêm á là hai con dâu rơi qua đường. Cô công nhận không? Không có ai mà không có ai mà chấp nhận cái điều đó, chứ bản thân con cũng vậy. Đó, con chia sẻ với cô với chú vậy đó. Ai nói gì nói, cô với chú phải sống vững, phải vui vẻ. Họ càng nói, cô chú càng nổi tiếng, không có gì thì cô chú để đau buồn. Cái đó con nói thật, họ càng nói với những cái tụi youtuber đó rảnh lắm cô, con nói thật họ, tụi nó là rảnh, tụi nó lên nói để làm cái gì? Để đăng ký để được lấy tiền, mà làm vậy để làm chi? Mình lấy người ta ra làm một cái đề tài á, đưa lên để mình kiếm tiền hàng tháng, không có được một cái gì hết á. Sẵn đây tôi gửi tụi youtuber đó, ăn không rồi về nhà á, hỏi bong bóng đi, tụi em đừng có làm gì vậy nữa. Tụi đem cái chuyện của gia đình người ta, đem hai ông bà già làm một cái đề tài, trong khi người ta mất mát một đứa con, người ta rất đau buồn, chuyện trong nhà rối đem đủ thứ, mà cứ bữa nay lôi ra, bữa kia lôi ra. Mình về mình đem cái chuyện cho gia đình á, mình ra mình làm, mình quay lên mình nói. Cái điều đó không ai chấp nhận hết á, bản thân con cũng không chấp nhận. Con thì xưa nay á, ít có bao giờ nói phản kháng một cái điều gì của bất cứ ai. Tại vì cô biết sao không? Con không có nằm trong cuộc, mà con thấy cái sự việc của thằng Long nó mất rồi, ôi nó lung tung. Đúng rồi. Một ngày con lên con mở ra bao nhiêu clip mà con coi, mà nhiều khi con nóng cái lỗ tai, mà con không biết cách nào để liên lạc với cô, để chia sẻ an ủi cô chú trong cái lúc như vậy.
Khi á cô với chú ngồi một chỗ, nhưng á mình á là cái kiếp nhân sinh này mình có cái não của cái